Tốt bụng đến mấy cũng đừng giúp người khác năm việc này, kẻo rước họa vào thân. Quý vị thân mến, lòng tốt thì cần sử dụng đúng người đúng việc. Bạn nên nhớ trong cuộc sống này, không phải ai cũng xứng để nhận được sự giúp đỡ. Trong cuộc sống thì cũng có 5-7 loại nhiều và. Dù bạn và đối phương có quan hệ đến đâu đi chăng nữa, thì tuyệt đối cũng không nên giúp đỡ. 1. Đừng giúp việc vượt quá năng lực của bản thân. Người xưa đã có câu sức hèn chớ vác nặng nhiều, nói không trọng lượng chớ điều khuyên ai. Câu này muốn khuyên mọi người là chỉ nên làm những việc gì mà bản thân có đủ năng lực, dù cho có muốn làm việc thiện cũng nên hiểu rõ chừng mực. Những việc nằm trong khả năng, có thể giúp thì cứ giúp. Những việc nằm ngoài khả năng thì đừng miễn cưỡng bản thân làm gì. Vì cái tiếng người tốt, vì để giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, cố ép bản thân đi giúp những việc nằm ngoài tầm với, không chỉ tự gia tăng áp lực cho bản thân, mà còn mất rất nhiều trí lực và thời gian, thậm chí có khi còn phản tác dụng nữa. Biết cách từ chối cũng là một trong những biểu hiện của sự trưởng thành. Thật ra không giúp những việc không thể chính là lựa chọn tốt nhất cho bản thân và người khác. Vừa không tự làm khó bản thân, lại có thể để người kia tự đưa ra một lựa chọn mới. Đây mới là biểu hiện trách nhiệm tốt nhất đối với bản thân và người khác. Cho nên, đừng vì làm người tốt mà cái gì cũng nhận giúp, làm liên lụy bản thân, khiến bản thân mệt mỏi. Cũng đừng vì chữ xin lỗi, tôi không thể giúp của đối phương mà giận dỗi, ôm hận. Việc của bản thân thì nên tự mình nghĩ cách giải quyết. Muốn làm người tốt cũng nên tùy vào khả năng của mình. Như vậy mới có thể đem lại kết quả tốt. 2. Đừng giúp người khác đưa ra quyết định quan trọng. Đừng giúp người khác trong việc quyết định những chuyện quan trọng. Đừng để sự nhiệt tình của bản thân dẫn người khác đến quyết định sai lầm. Cũng đừng để những hạn chế của bản thân ảnh hưởng đến người khác. Tôi đã từng đọc được một đoạn văn trong sách có nội dung rất đáng suy ngẫm. Đến khi bạn già rồi, nhìn lại quá khứ, nhớ lại những việc đã từng trải qua, từ việc du học đến lần đầu tiên quyết định công việc cho bản thân, từ việc chọn người yêu đến đối tượng kết hôn, tất cả đều là những thay đổi lớn trong số phận, buộc bạn phải tự đưa ra quyết định. Thế nên, dù bạn có kinh nghiệm nhiều đến đâu đi chăng nữa, thì cũng đừng nên giúp bất cứ ai quyết định những việc quan trọng trong đời họ. Dù đó có là người thân, bạn thân đi nữa, cũng không nên giúp họ việc này. Bởi vì sau tất cả những quyết định, đó là cuộc đời của họ, không phải bạn. 3. Đừng giúp người khác những chuyện liên quan đến tiền bạc và lợi ích. Những người càng tốt bụng lại càng khó nhận ra ý xấu từ người khác. Đa số rất nhiều người lương thiện sẽ không để ý, cũng không nhận ra bản thân mình đang bị người khác tính kế, lợi dụng lòng tốt của họ để làm chuyện xấu. Có đôi khi bạn dùng hết cả tấm lòng để giúp người ta, khiến bản thân mệt mỏi, người nhà bận tâm. Nhưng đến cuối cùng thì sao ạ? Chỉ nhận lại được sự phản bội, bị người ta cắn ngược một cái. Đây cũng là một trong những lý do mà con người trong xã hội ngày nay mang tiếng lạnh lùng vô tâm. Bởi vì có quá nhiều sự lừa gạt, dối trá, nên họ lựa chọn vô cảm với cuộc sống. Giữa bạn bè, người thân với nhau, khi gặp khó khăn, thỉnh thoảng nhờ giúp đỡ là một việc hết sức bình thường. Nhưng người xưa có câu rất đúng, không nên có tâm hại người, nhưng nhất định phải có tâm phòng người. Vì vậy, những việc liên quan đến tiền bạc và lợi ích thì đừng nên tùy tiện giúp đỡ, phải biết thận trọng, suy xét rõ ràng. Bạn nên nhớ kỹ, bạn không chỉ có một mình, phía sau bạn còn có cả một gia đình. Vì vậy đừng vì một phút nhất thời mà làm người tốt, mà liên lụy đến những người thân yêu của mình. 4. Đừng giúp những việc làm hại đến người khác. Nếu có người nhờ bạn làm những việc tổn thương người khác, thì dù có thân thiết, cũng đừng nên mù quáng giúp đỡ họ. Đừng vì một phút nghĩa khí nhất thời mà để hối hận cả một đời. Bạn sẽ mãi mãi không biết được cái bạn gọi là lương thiện, là người tốt kia sẽ gây tổn thương đến người khác như thế nào đâu. Trong trường hợp này, lòng thiện của bạn
lại giúp người khác làm điều ác, và chính bạn cũng đang làm điều ác. 5. Đừng giúp những người không biết ơn, biết đủ. Đôi khi cho một nắm gạo, người ta có thể coi bạn là ân nhân, nhưng cho một bao gạo, người ta sẽ coi bạn là kẻ thù. Đưa hoa hồng cho người biết thưởng thức, người ta sẽ quay đầu mỉm cười với bạn một cái. Ngược lại, đưa hoa hồng cho người không biết ơn, thì anh ta chỉ biết soi gai trên hoa hồng và nghĩ bạn không có ý tốt. Lòng tốt của bạn cũng như vậy. Bạn giúp những người khác nhau sẽ nhận được kết quả hoàn toàn khác nhau. Đừng tự làm khó bản thân. Đừng giúp những người không biết ơn, biết đủ. Đừng khiến tâm thiện của bạn bị nhiễm bẩn bởi những người không đáng có. Cũng đừng để lòng tốt của bản thân bị người ta chà đạp. Đối với một người biết ơn, dù bạn chỉ giúp một việc nhỏ xíu, anh ta vẫn không quên tình nghĩa. Đối với một người vô ơn, dù bạn có giúp anh ta nhiều hơn nữa, thì anh ta đều cho rằng sự giúp đỡ của bạn là hiển nhiên. Đến một ngày nào đó, bạn không thể giúp đỡ được nữa, anh ta sẽ nghĩ rằng bạn nợ anh ta. Lòng tham của con người là vô đáy. Đối với những người không biết đủ, sự lương thiện của bạn sau này sẽ chỉ làm hại bản thân bạn. Bạn sẽ không thể gọi được một người đang giả vờ ngủ thức dậy, cũng sẽ không thể nào làm thỏa mãn được một người vô ơn và tham lam. Lương thiện và nhân ái là miễn phí, nhưng nó không phải là thứ đồ rẻ mạt. Lòng tốt cần sử dụng đúng người, yêu thương cũng cần có lý trí. Nên nhớ không phải ai cũng xứng đáng để nhận được lòng tốt và tình yêu thương. Quý vị thân mến, người xưa thường nói rằng đức bạc nhi vị tôn, chi tiểu nhi mưu đại, lực tiểu nhi nhậm trọng, tiền bất cập hỷ. Câu nói này có ý nghĩa là đạo đức không đủ dày nhưng lại ngồi ở vị trí cao, trí lực thấp kém nhưng ôm mộng làm đại sự, sức có hạn nhưng muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề. Người như vậy thì khó mà không gặp họa. Quả là không sai. Nước luôn chảy về chỗ trũng, nhưng người lại muốn trèo lên chỗ cao. Ai cũng hy vọng có thể đứng ở trên đỉnh núi, nhưng nếu không có trình độ và đạo đức tương ứng thì trèo càng cao sẽ càng ngã đau. Đó chẳng phải là một chuyện tốt đẹp gì. Cuộc đời con người có 3 việc đại kỵ, được xếp vào nhóm sai lầm tuyệt đối không được mắc phải. Nếu không, tai họa sẽ ập đến, thậm chí còn liên lụy đến các thế hệ con cháu. 1. Những việc bại hoại đạo đức. Những người có đạo đức giống như một mảnh đất màu mỡ, có thể nuôi dưỡng vạn vật, làm việc lớn. Còn người không có đạo đức giống như một mảnh đất cằn cỗi, khó có thể làm nổi việc gì lớn lao. Nếu bạn cố tình tìm kiếm lợi ích thông qua một số cách không chính đáng tại một thời điểm nào đó, nó sẽ khiến cho chính bạn bị tổn thương, có thể là ở thời điểm khác. Ví dụ như ở nơi làm việc, một số người khi ở cạnh cấp trên sẽ tìm cách để lấy lòng cấp trên. Đợi đến khi đã được thăng chức, không đánh giá năng lực mà chỉ dựa vào sở thích của bản thân, tùy ý điều chỉnh chức vụ của nhân sự trong bộ phận. Có thể thăng chức tất nhiên là một việc tốt, nhưng khi đã đảm nhiệm một vị trí cao hơn, nếu không thể phân công công việc một cách công bằng, chỉ làm việc dựa theo sở thích cá nhân, thì đến một ngày nhân viên mắc phải sai lầm, bản thân người lãnh đạo cũng sẽ rơi vào kết cục không lối thoát. Một người có năng lực nhưng không có đạo đức sẽ không làm được việc lớn. Kiểu người này bởi vì đã làm quá nhiều việc bại hoại đạo đức nhân cách, nên sớm muộn gì cũng sẽ gặp tai họa, thậm chí là có thể vướng vào vòng lao lý và tù ngục, quý vị ạ. 2. Những việc ngu muội vô trí. Những người khiêm tốn thì luôn hiểu được rằng cuộc đời này học hành không bao giờ là đủ cả. Cả một đời đều phải học tập, không biết phải hỏi, không nên xấu hổ. Tục ngữ có câu, làm nhiều không bằng làm tốt làm chuẩn. Không ngừng học tập để trưởng thành hơn, xác định rõ mục tiêu, vận dụng những gì đã học hỏi được vào việc mình làm, thì kết quả sẽ tốt hơn sự mong đợi. Khi một người ngu muội vô tri sẽ rất dễ phạm phải sai lầm. Những người đó càng là quyền cao chức trọng, sai lầm mắc phải sẽ càng lớn. Những việc mà bản thân không hiểu rõ thì đừng bao giờ tự ý quyết định, bởi vì sửa đổi một lỗi nhỏ của một công trình lớn cũng cần phải trả một cái giá tương ứng.
Con muốn sửa chữa sai lầm lớn thì phải trả một cái giá trên trời. Còn nếu như biết sai mà không sửa, sẽ chẳng khác nào châm lửa tự thiêu thân, làm tổn thương người khác, đồng thời cũng sẽ hủy hoại chính mình. 3. Việc vượt quá sức mình do không biết tự lượng sức. Nếu nâng một tảng đá lớn mà nâng mãi nó vẫn không lay chuyển thì đừng nên nâng, dựa ép sẽ không bao giờ ngọt. Nếu vẫn cứ muốn nâng nó lên, việc này có thể sẽ làm chân bạn bị thương. Chúng ta hẳn đã nghe nhiều về câu chuyện châu chấu đá xe. Có một con châu chấu giương đôi cánh của mình lên để đấu lại chiếc bánh xe ô tô lớn, hy vọng với sức mạnh của mình nó có thể ngăn lại được chiếc xe ngựa đang đi ở trên đường. Kết quả là con châu chấu bị mất mạng. Những người không biết tự lượng sức mình chọc phải cũng giống như con châu chấu đáng thương kia ư? Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Từ xưa đến nay, người mạnh tất sẽ có người mạnh hơn. Những người có cảnh giới cao sẽ hiểu được cách thủ nhược, bảo vệ sự yếu đuối, không bộc lộ tài năng của bản thân. Những người thông minh sẽ hiểu rằng làm việc phải biết lượng sức mình. Nhìn bề ngoài có vẻ như đi rất chậm, nhưng thực chất thì lại vô cùng vững vàng và chắc chắn, có thể đi được rất xa. Đối với mỗi con người, những tai họa mà họ gặp phải trong cuộc sống này phần lớn không phải do người khác giá họa, mà là do bản thân họ tự tạo nghiệp mà thành. Một người chỉ cần kiên trì, xác định được vị trí của bản thân, sẽ không cần quyền cao chức trọng, cũng không cần phải nhiều tiền nhiều của, chỉ cần làm việc phù hợp với đạo đức, những bước chân trên đường đời tự nhiên sẽ suôn sẻ hơn. Tai họa sẽ tránh xa chúng ta, giúp chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.